Hiện nay mình đang đưa ra một cái đánh đố cho tổ make up và tổ trang phục, phục trang. Bởi vì là những cái cấp độ của người cõi âm ấy, nó quá là phức tạp. Chết đường, chết chợ, không ai thân thích, không ai thờ cúng thì họ sẽ trở thành cô hồn. Cái đồ này là cái cấp độ mấy? Không phải là cấp độ cô hồn, mà đây là cấp độ người âm. Đây nhá, đây là mình có cấp độ thần linh này, thì rất là đẹp này. Cái này em, fan em có chưa? Thì cái này anh phải mời bạn vẽ hẳn ra, không thì cứ nói chung chung dễ lộn. Tất nhiên là cái hình ảnh của Tuấn này là sẽ bị làm mờ, bởi vì để đảm bảo cái hình ảnh cho đến khi các bạn ra rạp. Chúc mừng anh khai trương Hồng Phát. Và em nghĩ rằng là luôn luôn đông khách, và anh sẽ mở thêm nhiều cái studio nữa. Còn Na Bông Chúa cũng không phải, mà phải là Na Bóng Chúa, đúng không ạ? Nói chung là em lần đầu làm phim thì cũng có rất nhiều những cái khó khăn, thì cũng may mà được cộng tác với những người chuyên nghiệp và rất là đáng yêu như anh Na, thì em cảm thấy vô cùng yên tâm luôn. Chuyên sản xuất phim của riêng mình ở Sài Gòn để biến những cái ý tưởng, biến những cái kịch bản, biến những cái ước mơ của những bạn yêu điện ảnh và của bản thân Nam trở thành hiện thực. Nam biết được rằng cái sức mạnh của giấc mơ là như nào, và Nam sẽ dìu dắt và giúp đỡ những cái bạn trẻ để thực hiện cái giấc mơ của mình. Các bạn thân mến, cái thời điểm này thì quá là bận rộn luôn, bởi vì vừa làm đạo diễn vừa làm vlog, nhưng mà Nam nghĩ rằng là phải quay lại làm vlog để có thể là khi mình làm đạo diễn ấy, nó quá mệt mỏi, nó quá căng thẳng, thì khi đứng trước máy quay để nói chuyện với các bạn thì Nam cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, cảm thấy là giảm stress, cũng như là Nam muốn các bạn hiểu Nam hơn, đồng hành cùng với Nam trong quá trình làm phim, để khi mà có một thế lực nào đấy họ muốn hại mình ấy, thì các bạn có thể biết được cái sự cố gắng, sự chân thành, cái sự theo đuổi đam mê một cách trong sáng, đầy nhiệt huyết của Nam, thì các bạn có thể hiểu. Đấy, nếu mà Nam cứ âm thầm làm, mình thì bình thường cứ âm thầm làm, mà sóng gió đến ấy, thì có cái thì mình cứ âm thầm mình chịu thôi, mình không có chia sẻ. Nhưng mà có những cái thì mình đôi khi mình nó cảm thấy rằng là nó rất là khiến cho mình mệt mỏi, căng thẳng, và đôi lúc thì Nam vẫn cần cái sự đồng cảm của các bạn. Do đó thì Nam quyết định rằng là chả có lý do gì mà mình không tiếp tục quay những clip về vlog cả. Thì ngày hôm nay thì Nam đến một trong những cái địa điểm của một người anh chuyên cung cấp phục trang cho những bộ phim. Anh, đấy các bạn thấy là anh Na Bóng Chúa hay là Na Bông Chua gì đó, tức là rất là đặc biệt nhá. Anh Na là một người rất là đặc biệt, bởi vì là anh ấy không phải người Việt Nam, anh ấy là có quốc tịch là Ấn Độ cơ. Đấy, rất là thú vị, nhưng mà anh đã có rất nhiều kinh nghiệm, hầu hết những cái bộ phim điện ảnh ở Việt Nam thì anh có hỗ trợ, và rất may mắn lần này thì Nam cũng hỗ trợ, anh ấy cũng hỗ trợ cho phim Đèn Âm Hồn. Và hiện nay thì cái studio của anh thì cũng đang được các bạn nhân viên của anh ấy gấp rút để hoàn thành, để sắp tới mấy hôm nữa thôi thì sẽ diễn ra cái buổi fitting, tức là cái buổi thử trang phục cho các diễn viên của Đèn Âm Hồn ở đây. Đấy. Xin chào bọn em nhá. Ok, ghế này hay nhỉ, là kết hợp cả bánh xe luôn à. Là cái này, là cái bánh xe này là nó tiện mình di chuyển. À. Thế ngoài ra nó còn, cái ghế này còn tác dụng gì nữa không em? À, trang trí à? Anh Na đang đề co trong này à? À, đây đây, thế bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong. Cái này là... đây, đây là cái... cũng rộng phết, và... Hello em nha, hello mọi người. Cái này là kiểu sơn hiệu ứng ấy nhỉ? Ừ, đúng rồi. Ở trong này rất rộng. Mình nghĩ rằng sau này là sẽ có rất nhiều những cái mắc treo quần áo, các bộ trang phục ở ngoài kia. Sau đó mọi người sẽ vào đây để chụp hình, định trang về make up, đầu tóc, về trang phục làm sao giống với cái tạo hình nhân vật nhất có thể. Ở trong này còn như kiểu mê cung luôn ấy. Ở đây là phòng lớn, còn bên kia là nhà vệ sinh này. À, em chào anh. Anh khỏe không ạ? Khỏe rồi. Đây chính là anh Na của chúng ta. Anh, cái tên của anh hay nhỉ?
Tên của anh phải phát âm chính xác là gì? Bởi vì anh viết không dấu ấy, thì rất nhiều người có thể đọc nhiều cách khác nhau. Tên anh là Na Bóng Chúa. À, Na Bóng Chúa luôn à? Đấy, nhiều lúc em cũng định nói cái tên đấy rồi, nhưng cứ sợ Phạm Húy hay Phật Lòng gì anh làm anh buồn. Thế nhưng mà hóa ra là cái tên đó mới chính là cái cách phát âm chính xác, đúng không? Na Bóng Chúa không phải. Na Bóng Chúa là một tên để mình làm cái phim Hàn Quốc. À, còn Na Bông Chúa cũng không phải, mà phải là Na Bóng Chúa, đúng không ạ? Thì tiến độ của anh thì là khoảng bao giờ thì xong anh nhỉ? Mai xong rồi. Ông mai xong rồi à? À, thế là kịp mà phim của em sẽ là được các bạn đến fitting là mở tính. Hàng luôn đấy à? Đúng rồi. Ờ, thế thì em mai phải chuẩn bị xong. Cho anh một cái lãng hoa thật là to nhá. Vâng, đây là phòng make up. À, con chào cô, chào mọi người. À, má. À, cô ạ. À, chụp phòng make up. Vâng. Phòng gắn xào các bạn. Đây cũng để trang phục ở đây ạ. Trang phục và thay đồ diễn viên. Thay đồ ở đây. Make up bên đây. Vâng. Diễn viên có thể nghỉ ngơi nhẹ bên đây. À. Và bên này cũng có thể vừa make up và vừa nghỉ ngơi để chờ đến lượt. Đúng. Nó sẽ có cái băng ghế dài. Vâng. Thực ra đến khám phá một cái studio mà nó đang dang dở này cũng rất thú vị. Mấy hôm nữa thôi quay lại đây thấy nó lột xác. Đây là before, sau tới sẽ là after. Nó sẽ rất là khác và nó truyền cho cảm hứng rất là nhiều. Ô, thực ra chỗ này to hơn là mình nghĩ. Lúc đầu cứ tưởng nó nhỏ nhỏ, cái đường vào nó nhỏ nhỏ, nhưng vào trong mình nở hậu và nó như một cái mê cung. Anh có một cái biển chỉ dẫn gì á để cho nó vừa vui mắt mà nó lại mọi người biết được cái sự hoành tráng của bên mình. À, nó nối ở đây à? À, đây rồi. À, hóa ra là như này. Đấy. Một cái phòng mới, mùi sơn nhiều quá. Vâng. Thôi, cố gắng để cho nó thử cái mùi. Vâng. Hôm nay mặc dù mọi người đang cấp tập để chuẩn bị cho ngày khai trương, nhưng em sẽ đến vào cái dịp khi nó hoàn thành và sẽ có quà cho anh. Nhưng mà em vẫn chúc anh là studio sẽ mang lại cho anh một cái sự thành công hơn nữa, khẳng định vị trí đầu đàn trong cái việc phục trang trong phim, trong điện ảnh, và anh sẽ có nhận rất nhiều dự án nữa. Cảm ơn và em. Cũng như là anh và gia đình sức khỏe dồi dào. Cảm ơn Nam nhiều nhé. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đấy, vậy rồi anh cứ tiếp tục làm việc đi nhá. Okay, vâng. Hy vọng rằng là Nam đang cộng tác với rất nhiều những người mà giỏi và họ đang có lộc luôn các bạn. Đấy, tức là khi mà mở một cái studio mới này là họ có lộc rồi. Và mình xin vía của họ, mình làm việc với họ, xin vía của họ. Mình phim của mình cũng hy vọng rằng là sau khi phim xong thì Nam cũng sẽ có một cái cơ sở chuyên sản xuất phim của riêng mình ở Sài Gòn, để biến những cái ý tưởng, biến những cái kịch bản, biến những cái ước mơ của những bạn yêu điện ảnh và của bản thân Nam trở thành hiện thực. Thì Nam tin rằng là cái studio của Nam đó thì sẽ không chỉ phục vụ cho Nam, mà Nam biết được rằng cái sức mạnh của giấc mơ là như nào, và Nam sẽ dìu dắt và giúp đỡ những cái bạn trẻ để thực hiện cái giấc mơ của mình. Đó, hôm nay thì sương sương vậy thôi, còn mấy hôm nữa chúng ta đến đây để khám phá cái studio của anh Na Bóng Chúa khi mà nó được hoàn thành như nào, và cũng như là xem định hình các diễn viên, những cái nhân vật trong phim của Nam ra sao nhá. Rồi, bây giờ thì đi thôi. Ok, xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp lại vào ngày hôm nay, là ngày hôm sau. Và mọi người, các diễn viên trong phim Đèn Âm Hồn thì đang fitting ở trong studio của anh Nam. Giờ chúng ta vào nhá. Nam có đặt một cái lãng hoa rồi, nhưng mà một lát nữa thì họ mới tới cơ. Đến sau, nhưng mà mình không thể chờ đợi được, phải vào ngay. Hôm trước thì mọi thứ đang rất là nhiều thứ, nhiều đồ ở đây, nhưng hôm nay thì lại có vẻ vắng vắng hơn hôm qua. Đây, ở đây có cái standy Đèn Âm Hồn này. Đấy, tức là những nơi nào mà những đối tác mà cùng Hoàng Nam sản xuất nên cái bộ phim này thì sẽ có ở đây. À, chúng ta đang gặp một vài diễn viên. Hello em. Phụ kiện đây à? Trông như thời đồ đá ấy nhỉ? Nhưng mà nhìn mát là thấy giống trừ đài nhỉ? Thấy giống ấy, thấy kiểu theo kiểu là kiểu
kiểu đi đâu cũng cũng kiểu đưa những cái món đồ ra sẵn sàng ấy nhỉ. Trong tư thế là ừ. Ở đâu là chiến lúc đấy. Có tỏi này. Hồ lô này, xương gà này. Đây là cái gì đây? Cái gỗ gì ạ? Gỗ cũng gỗ trừ tà. Đi là thấy giống rồi không anh? Em nãy em thử nhai trầu. Nhai trầu nhưng mà răng nó cũng chưa ấy lắm. Em này phải nhai một thời gian dài. Rồi, phải nhai. Còn như này á thì nó nếu mà mới nhai thì nó sẽ bị nó đối lập. Nó càng đối lập hơn ấy. Hiểu? Thì chắc là cũng phải kết hợp vừa nhuộm mà vừa ăn trầu. Sợ nhai thì nó trôi. Tất nhiên là cái hình ảnh của Tuấn này là sẽ bị làm mờ, bởi vì để đảm bảo cái hình ảnh cho đến khi các bạn ra rạp. Đấy. Vừa rồi là thân thể em đang trong một làn nước ấy. Rồi. Chào em nhá. Anh vào đây. Hello em. Đây. Hello em. Chào anh. Rồi. Đây, diễn viên Nhí đáng yêu nhất đây. Đây thì mặc bộ này trông xinh nhỉ em nhỉ. Lên hình ăn hình. Lĩnh lên ok nhỉ. Sao nói tưởng mà anh cúp clip xong buồn quá anh không lên luôn. Coi chuyện cái máy này. Xì chết luôn. Không bình thường mà. Này bận đồ phụ kiện vô nhìn ra đây. Trông khác hẳn nhỉ. Rồi cuối cùng thì Hoa cũng đã tới rồi. Sao chậm thế hả em? Hẹn 11 giờ bây giờ 12 giờ mới tới. Anh Na ơi. Đấy, hôm nay là anh Na khai trương studio và vô tình hay là có duyên gì đó thì ekip Đèn Tâm Hồn đã khai trương luôn studio của anh, chiếm dụng anh cả một ngày. Đấy. Anh. Vâng, làm gì? Chúc mừng anh khai trương Hồng Phát và em nghĩ rằng là luôn luôn đông khách và anh sẽ mở thêm nhiều cái studio nữa. Cảm ơn nào. Dạ. Hôm nay là cũng may mắn là nhờ vừa mở cái studio là bên đoàn mình vô ủng hộ. Dạ. Em cũng xin vía thành công của anh và hy vọng rằng phim em cũng sẽ có được cái may mắn giống anh. Dạ. Anh em mình cùng may mắn. Dạ, cùng may mắn anh nhá. Cùng đi lên. Nói chung là em lần đầu làm phim thì cũng có rất nhiều những cái khó khăn, thì cũng may mà được cộng tác với những người chuyên nghiệp và rất là đáng yêu như anh Na thì em cảm thấy vô cùng yên tâm luôn. Có gì anh tiếp tục hỗ trợ em nhé. Chắc chắn rồi. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Cưới nước rồi. Ôi dồi, ông xịt nước kiểu gì mà như thế. Tí nhỏ thôi. Vòi to thế. Rồi, hư cái vòi rồi. Để đây anh nhỉ. Để đây đi. Ok. Hả? Em chăm sóc anh nha. Xuống bình với anh à. Rồi. Ok em. Ok, bây giờ chúng ta lại vào trong tiếp tục công việc thôi. Hiện nay thì một diễn viên thì có rất nhiều những cái bộ trang phục khác nhau trong phim. Mỗi một cảnh thì sẽ là một bộ cho phù hợp với tạo hình nữa. Thế nên là bây giờ là chúng tôi đang phải thống nhất xem là cái bộ này của Khang sẽ mặc trong cái phân đoạn nào. Đây. Anh ở đây là cái bộ mà bình thường đi chơi hàng ngày đúng không ạ?
Bởi vì nếu mà đi chơi hàng ngày mà kiểu cứ phanh như này thì trông nó hơi du côn. Nhưng mà cái vẫn là cái bộ kia nhưng mà có cái gì nó kín hơn. Và cái đai lưng hay cái gì không? Cho em cái thêm option em coi thử. Cái này trông lại kín quá. Tóc em bởi ý tên đây. Dạ anh Nam. Cái này nó đang... Đây tóc của bạn ý nguyên bản đúng không? Thì nó bị lộ cái hiện đại á. Thì em... Ví dụ này bây giờ em đè nó xuống hết thì anh thấy. Ừ. Em đè được bởi vì cái... Ok. Nó đang kiểu bồng bềnh theo rồi. Ok. Hello Vũ. Em thấy là đi đi chơi đoạn đầu á, mặc cái kiểu như thế cũng được. Hoàng Nam là cũng theo Nam thì từ mấy năm trước rồi, theo dõi cái dự án này, từng cái hơi thở của mình là theo dõi hết ấy. Đấy, hôm nay đến cổ vũ bao nhiêu sóng gió là không biết là đã hết chưa. Chắc nhưng chắn mà... là sẽ dưới sự quyết tâm của anh em thì chắc chắn là sẽ là mọi chuyện là thuận lợi. Anh cũng mong thế. Từ cái lúc mà ý tưởng anh em còn ngồi bàn với nhau mà hôm nay thấy được một cái buổi định trang là thấy mọi thứ đã định hình rồi, rất là vui. Nam không? Nhìn mọi thứ đang chỉnh chu rồi chuẩn bị chơi thôi. Cái này cũng hên là có ekip mới, là mọi người rất chuyên nghiệp. Ở trong vòng 10 ngày là làm từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ tối liên tục, và mọi người đã dựng lại hết tất cả những cái gì từ cái đống đổ nát, cái gì dùng được thì dùng, cái gì không dùng được thì bỏ. Đó, thì mới xong sau đấy phát là sau 10 ngày là mọi thứ bắt đầu chạy, là mọi người cũng nói là trộm vía là mọi thứ nó rất là rõ ràng ấy, thì nó mới dẫn đến cái ngày hôm nay là nó khá là suôn sẻ. Tinh thần đó. Trộm vía. Đúng là sau khi mình tới thì mình đã có một cái nhìn của mình, và mình thấy rằng là bộ của pháp sư cũ chưa hợp lắm. Mặc dù mọi người thấy rằng là diễn viên mặc rất đẹp nhưng mình thấy là không hợp với cái vai diễn, nên là đã có cái sự thay đổi cho Liễu mặc áo tứ thân đây như thế này. Thì khi mà hai diễn viên lên đứng cạnh nhau phát thì đúng luôn, ra luôn được vấn đề là đúng màu như là mình yêu thích. Các nhân vật trong phim của Đèn Âm Hồn thì có những bộ trang phục, nếu mà trong first look thì các bạn nghĩ rằng nó rất là đơn giản, mặc áo tứ thân thôi, nhưng cực kỳ là phức tạp, bởi vì Nam đã vẽ ra gồm hai thế giới, đó là dương thế và âm thế. Ở âm thế thì lại chia ra rất nhiều cấp độ, từ cấp độ thần, sau đó chuyển dần xuống cái cuối cùng đó là quỷ, rồi cô hồn, rồi những nhiều cấp độ khác. Chính vì vậy mà bên thiết kế bở hơi tai luôn các bạn. Bây giờ thì ở trong này mọi người đang thử trang phục cấp độ thần và cấp độ cô hồn, cũng như là những cái cấp độ dân khác. Để biết ai là thuộc cấp nào. Thì đó em đang hỏi, tại vì ví dụ như là cái cấp độ cái đồ này á, là cái cấp độ mấy? Không phải là cấp độ cô hồn, mà đây là cấp độ người âm. Thì cô hồn chỉ có một cô hồn thôi, âm hồn đúng không? Cô hồn sẽ là cái cuối cùng. Cái này anh cũng có một cái hình dung để anh gửi cho nhá. Đây để anh gửi luôn cho em nhé. Bởi vì cái thế giới này khá là phức tạp. Nó phải có những cái rep rõ ràng ra thì mọi người mới có thể hiểu được. Đúng rồi. Đây ví dụ đây nhá, đây là mình có cấp độ thần linh này thì rất là đẹp này. Cái này em file này em có chưa? Đấy, xong rồi cấp 1 này, cấp 2 này, cái này cả hơi một chút về trang điểm em hình dung này. Cấp 4 này, cấp 5 này, cấp cô hồn này như này. Còn đây là cấp quỷ.
Đấy. Thì anh gửi cho em cái này nhá. Dạ. À, Anna. Nam. Anh gửi AirDrop nhá hay cái gì? Đây em có các cấp này. Ví dụ như bên em cũng có ghi, ví dụ như là khi đinh xuống âm thế thì lúc đấy bạn đang ở cấp mấy, là lui ở cấp 3 thì mình sẽ biết là cái màu sắc của trang phục như thế nào á. Đấy, rồi cái trang điểm và các thứ nó cũng sẽ như thế nào. Đấy, còn cô hồn ấy thì là nó mới là rất là giống ăn mày ở như ăn mày rồi. Dạ. Còn quỷ nữa thì nó lại thành một cái đen xì hết, là cái anh em mình tính là một bộ riêng cho quỷ đó. Đấy. Đấy, còn đây là các cấp độ để anh cứ gửi cho em nhá. Dạ. Gửi qua AirDrop hay sao? Dạ, dạ được. Trang đây. Thì cái này anh phải nhờ bạn vẽ hẳn ra, không thì cứ nói chung chung dễ lộn. Cô hồn chỉ có một thôi. Đúng rồi. Đây là âm hồn này, đinh là âm hồn này. Còn đây là cô hồn này, đen xì. Dạ. Là cô hồn này. Đó. Đó. Ủa, nếu mà cô hồn mà đồ mướt đồ vậy luôn hả? Không, đồ đúng rồi, đồ nó phải như ăn mày. Đây này, nó phải rách dưới như ăn mày mà. Đúng rồi, em nói là cái đồ này. Đây này. Đấy, mọi người vẫn đang chưa nhìn chung về một hướng nên phải có những cái hình ảnh này anh ạ. Là cô hồn á thì nó phải rách dưới như ăn mày á. Đồ đen và rách dưới, bẩn thỉu như ăn mày. Đấy, còn những cái cấp này thì cái này sắp thành cô hồn thì nó chỉ như nhà nghèo thôi. Những cái trên là như nhà nghèo. Còn cô hồn thì là ăn mày. Đấy, là không có nhà ở, không có ấy gì hết. Hiện nay mình đang đưa ra một cái đánh đố cho tổ make up và tổ trang phục trang, bởi vì là những cái cấp độ của người cõi âm ấy, nó quá là phức tạp. Nó đi theo cái triết lý của Hoàng Nam, như là việc con cháu ở dương thế thờ cúng có tốt không, rồi việc con cháu có hòa thuận với nhau không, rồi chuyện con cháu có đối nhân xử thế bên ngoài có tốt không. Đấy, Nam đã dựa vào ba yếu tố đó để xét về cái mức độ cô hồn những cái người ở âm thế. Không phải cô hồn mà xét về những người ở âm thế. Còn cô hồn đó là cái những người mà con cháu họ không thờ cúng, họ quên mất người này rồi, tức là qua nhiều đời rồi mà không có nhà thờ tổ chẳng hạn. Đó thì hoặc là những cái người mà chết đường chết chợ, không ai thân thích, không ai thờ cúng thì họ sẽ trở thành cô hồn. Dựa vào những cái mức độ của họ, nếu mà các bạn vô tình lạc vào âm thế do Hoàng Nam tạo ra, nhìn vào một cái người âm thế thì các bạn có thể đoán được rằng là ở dương thế cái con cháu của họ, cái nguồn gốc của họ, những cái người đang sống, họ sống như thế nào. Đó, thì đây là khi mà mình diễn giải những cái điều mình nghĩ ra thì đánh đố mọi người ở đây, nhưng mà Nam nghĩ thế thôi, chứ còn Nam cũng đã nhờ các bạn vẽ ra chi tiết hình ảnh ra sao rồi và đưa cho mọi người rất chuyên nghiệp về make up, về phục trang, nhìn phát họ biết ngay là phải làm như nào. Đó là cái điều mà nếu như chúng ta làm việc với một người thợ may bình thường, một nhà thiết kế thời trang bình thường hay là một bên make up bình thường thì họ sẽ không thể có được cái hình dung về phim giống như những người chuyên nghiệp. Và hiện nay thì Nam cảm thấy vô cùng yên tâm rồi, và còn rất nhiều điều bí ẩn, thú vị, sáng tạo nữa mà Hoàng Nam đưa vào đèn âm hồn ở những cái khâu khác. Các bạn hãy cùng tìm hiểu qua những cái clip behind the scene khác, cũng như là đón xem đèn âm hồn vào Tết 2025 nhé.